Cho tao xuống sông đi. Ê ơi. Mày còn cái mình cho anh chúng thôi bước cương nha bạn, mình sẽ cho anh chúng tao. Hello bạn nha. Hello bạn nha. Chào các bạn. Mấy nè mình mới chào bạn nha. Quay cái clip bắt cua bắt cá xong bạn về, giờ mấy nó không chịu về. Nó rủ về sẵn ở trong ruộng chơi dọc sình luôn nha các bạn. Mới lại đứng đá xô cái é luôn. Đang xong luôn. Các bạn thấy đây đóng sình anh em mới móc lên nha. Còn bữa nay mấy anh em mình chơi trò chơi sình ba hộp vịt, sình ba vịt thúi đó, bình thường vịt thúi về giờ lên cái cây sữa. Thơm ghẻ à. Bây giờ đóng sình này là mình đập hộp vịt để đây nha các bạn. Trong bắt đầu năm anh em mình quá. Năm anh em mình quá, ai người thua chót thì bị ập cái mặt vô đóng sình này nha các bạn. Ập vô sình nè, một vịt thúi. Bây giờ hả, cái người mà thua chót á là bị cái người mà ra đầu tiên nè, cái đầu xuống đây hả, là tự gặp đây hả. Bây giờ sao, tự gặp hay là kia đẹp? Tự gặp đấy, tự gặp không. Thua ghẻ luôn. Rồi đập vô đi, nào đập vô đi, một hai ba đập vô đi. Bây giờ đợi Tùng lên, mấy mình phốt Tùng đó nha các bạn. Nguyên cái bao bọc này là mình đè hết vô mình nó luôn nha các bạn. Quỷ ơi, đổ ngoài hết. Cú nhẹ tay à. Cú dữ lắm, cú dài rồi, thúi. Ngon nè, không vậy trời ơi chết. Vậy là mới ngon nè các bạn, ụp vô ở đây chỉ có như súng là được, thử nhiều thôi, tại răng nó súng. Ụp vô cái là nó hít luôn á. Nhìn cái sàn cắn luôn bạn. Ghê. Không, không. Trời ơi nước kìa. Được rồi, được rồi, được rồi. Nó tốn luôn cái gì kìa. Rồi lên đây nè. Khoan khoan, móc ra cho nó sâu sâu chút. Lấy ba cái vỏ nữa để bọc cái mình dọn dẹp nha. Để xình non cái tanh sẵn rồi bạn. Mà không chơi không chịu thúi vô nữa. Trời ơi. Thứ gì chịu nổi. Thứ gì mà chịu nổi. Trinh trọng như trứng nữa kìa. Tới cục mất luôn. Trời ơi trời. Tanh lắm. Trời nát quá ông nội. Gì? Chét nữa kìa. Rồi, ủa ấy. Lỗ mũi. Cái tanh ghé. Chơi không? Chơi. Chơi thì vô xong gì ủ quế chơi, còn mấy gì đó đi. Giờ anh em mình vô ủ quế nha các bạn. Nhà nó gửi nó đang bị ép ba các bạn ơi. Ép ba nữa chứ. Chết rồi, đi kìa. Vô mày. Ngồi gọn, ngồi xuống đàng hoàng hết lên. Trời ơi mấy đứa. Ngồi chết vô trời. Đàng hoàng quế. Rất là chơi là đàng hoàng nè. Ngồi nghỉ sớm đích luôn á. Gì? Nghỉ sớm. Ngọn da tao nè. Trời ơi nó kìa. Tanh kìa. Để dính cái mùi này không nổi, mình rút chơi. Trời trời. Chết. Trời cái này ấp trước thì cái dở lên. Ô. Ô. Quá. Hai đen ra kìa, còn ba người. Cái ngu bộ. Ừ, cái ngu gì không có. Tao đen ngu bộ nha. Tao đen bộ. Đen bộ. Ô lại quay. Thôi. Ô quay. Rồi rồi. Ô quay cho ba người kìa. Chưa bộ mình nuôi các bạn. Mới qua đầu bỏ luôn rồi. Chưa bộ mình nữa cái gì. Dạ luôn rồi. Ở trong cái chạy trong liền. Chưa bộ mình mở mạng chứ các bạn. Cái này mình mở mạng nha các bạn. Mình lớn mình chơi ngu gác chịu bạn ơi. Mình hầm nước để cái bấm ập vô cái ập qua nước liền. Để nổ đôi mũi luôn. Rồi chắc cái này thằng lượt chắc nghỉ quá ông nội ơi. Tanh ghé lắm. Tanh gì nó thúi chứ tanh tanh nó vậy. Đâu có chơi hết bọc này nè. Gì tanh gì thúi nữa. Gì nữa. Đụng rồi đập một lần vô mạng đi ông nội ơi. Gì đập lần vô luôn. Đập lần luôn hả.
chơi luôn hả? Chơi luôn, chơi lắm đi, chơi luôn rồi chứ quên đi vô nè. Chơi kỳ vậy. Chơi nếu đập vô hết thì súng xì lại á. Chống gì mà lại? Gì nữa? Thôi. Thảo súng lại chứ chơi á. Không. Để con mắt này nheo nheo cái chồng đỏ này vô. Sư phụ mình thua mà đòi chơi súng lại các bạn. Chơi trời. Mặt ông điếm quá. Trời ơi bể trơn rồi, bơ này thúi bể trơn rồi. Trời ơi. Tác hại của một thúi. Trời ơi này. Nè đập này coi gì. Trời ơi. Dục mấy này mà. Đem này up la. Hết bài. Hết bài. Mày tới đây mày hết bài nữa. Cho tao xuống sông đi. Quay ngược đi. Mình cho anh chúng không bước tôi như vậy. Mình cứ coi. Dạ. Chơi thúi nhất của năm. Ây da, rách cái quần. Đau. Mấy trận qua học dịch chọi luôn như vậy. Mày à. Cái tay giờ nó thúi ghẻ luôn các bạn ơi. Mở lỡn gì vậy? Quá thôi các bạn ơi. Chạy vô trong tay ngoài luôn rồi. Trong ông ta. Không gì thúi bằng này chứ. Rồi tại u âm xuống nghe gửi các bạn. Xuống khối nó không chè. Trời ơi. Tôi. Thua các bạn ơi. Tại. Muốn mày làm gì vậy? Làm mày khe đó. Chơi đi. Ghé. Liêu. Liêu. Rồi tay biến luôn nè. Ai á trời. Đi tay cái đầu luôn. Ghé hả? Thú quá cả. Mày chân khó. Bố mày chơi giọng định đúng rồi. Mày vậy chung trận. Mày chung trận ngắn quá hả? Tông ngu nè. Chơi nè. Chơi nè mày. Chơi nè. Mày chơi. Mệt ghẻ lắm mọi người. Đi xuống nãy giờ chở tao rồi. Kết thúc clip nha các bạn. Nếu các bạn thấy clip hay, like, chia sẻ, đăng một lần đăng ký kênh cho mấy ngày nó chậm. Để anh em mình có một lần kêu video tiếp. Bye bye mọi người. Chào mọi người. Trúng gì vậy? Hello, xin chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Cho hàng kia.